khi mà mình nuôi nuôi cà cuốn trong cái hồ to á, thì cách chăm sóc nó cũng nó đơn giản hơn là trong những cái hồ nhỏ, tại vì cái gần như cái nguồn mồi ấy, là mình ở đây là mình nuôi trực tiếp trong cái hồ luôn, rồi hàng ngày thì mình chỉ việc đi rải cái thức ăn để cho những con cá mồi nó ăn thôi. Còn cá mồi ở trong đây thì nó ăn, nó phát triển, nó sinh sản, và đàn cà cuốn khi nó nở ra thì nó chỉ việc bắt những con cá này để nó ăn thôi. Thì khi mà nuôi trong cái hồ to thì cái nước nó cũng có lợi là cái nước nó rất là gần như là nó chặn dơ, cho nên mình chỉ châm nước thêm chứ chứ hiếm khi nào là mình thay nước, tại vì cái nguồn nước trong đây do cái hồ nó rộng và cái nguồn nước thì nó gần như nó không có dơ giống như mình nuôi trong những cái hồ nhỏ. Thì mỗi ngày là trong cái hồ nuôi cà cuốn này sẽ có vài ổ trứng nó nở nha. Thì đây là cái ổ đang nở, nó nở nó rớt xuống như vậy, và cái ổ kế bên này là nó đang khẽ mỏ, và ở đây cũng có một cái ổ nó đang khẽ mỏ luôn. Còn ở đây là cũng có cái ổ này nó cũng đang khẽ mỏ chuẩn bị nở, và bên đây cũng vậy. Và khi nó nở nó rớt xuống đây thì sẵn thì ở đây là mình cái đàn cá mình nuôi trong cái hồ chung cái hồ cà cuốn như vậy. Thì mỗi một cái hồ nuôi như vậy là mình nuôi được với số lượng là vài ngàn con cà cuốn nha. Ở trong đây là nó do cái hồ nó nằm ở trong mát, cho nên là mình sử dụng một phần của cái một góc của cái hồ là mình để cho những cái giá thể lục bình này vô bên trong để cho đàn cà cuốn nó sinh sản thôi. Còn cái phần còn lại của cái hồ là mình sử dụng cái lưới lưới lan lưới nhựa đó. Như ở đây là mình sử dụng cái lưới lưới nhựa lưới lan, và đàn cà cuốn thì nó sẽ ẩn náu vô trong cái những cái lưới lan này để nó săn mồi. Và đàn cá cũng vậy, cá nó cũng dựa vô những cái tấm lưới lan này nó phát triển rất là tốt nha. Ở đây mình vì sao thời gian mình nuôi thì mình thấy là nếu như trong mát thì mình sử dụng cái lưới lan toàn bộ nha. Đó, khi mình cho ăn thì cá nó sẽ trừng lên trên mặt nó ăn đều hết như vậy luôn nha. Thì ở chỗ Trà Vá Thanh Tùng mình là nuôi cà cuốn là có nuôi những cái hồ nhỏ nhỏ và những cái hồ trung bình, và đây là những cái đây là cái hồ to. Thì nó tùy theo ở ở trong trong mát hay là ngoài ngoài nắng. Để trong mát là mình sử dụng là cái lưới lưới lan lưới lưới nhựa để mình làm cái giá thể á. Thì cái đàn cá thì nó phân bổ khắp đều trong cái hồ hết nha, nên mình sử dụng cái lưới nhựa hết.
Còn nếu ở ở quầy nắng thì ở đây mình sử dụng là do cái mình lợp cái tôn sáng, và nó ban ngày nó sẽ nắng nóng, cho nên là mình sử dụng cái giá thể là những cái bụi lục bình nha.